Mỗi người chúng ta sẽ có một cái khẩu vị khác nhau trong ăn uống cũng như là trong sinh hoạt, kể cả trong đầu tư, thì chúng ta thấy rằng là sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Ví dụ trong ăn uống đúng không ạ? Bạn thì thích ăn hải sản, nhưng tôi lại thích ăn gì? Ăn thịt. Bạn thì thích ăn gì? Các cái món của nước ngoài, tôi lại không thích. Nó kiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Nó sẽ có sự khác nhau trong khẩu vị của từng người. Như vậy chúng ta thấy rằng nó có sự khác nhau rất nhiều. Mà trong đầu tư thì sao? Trong đầu tư thì nó cũng không khác gì luôn. Chúng ta thấy rằng là có sẽ có nhiều phân khúc khác nhau. Ví dụ như là chung cư, ví dụ đất nền, đất biệt thự đúng không ạ? Và có là gì ạ? Đất du lịch. Thì có bạn gì ạ? Chỉ thích đất chung cư. Có bạn gì ạ? Chỉ thích đất nền. Có bạn thì chỉ thích đất biệt thự. Và sự khác biệt này nó xuất phát từ gì ạ? Từ cái nhu cầu của mỗi người khác nhau và cái nội tại của mỗi người. Trong đầu tư thì có bạn rất thích vay, có bạn gì ạ? Không hề thích vay. Do vậy khi mà chúng ta đi đầu tư thì nếu đặc biệt là trong việc đầu tư chung thì bạn cần phải chọn cho mình có người mà có cùng khẩu vị với bạn thì bạn mới có thể đầu tư chung được, còn không thì bạn không thể nào đầu tư chung được. Thế là cái vấn đề trong đầu tư. Thì đối với các bạn mà làm môi giới thì bạn cần lưu ý, khi mà bạn tư vấn cho khách hàng thì bạn phải biết là khách hàng họ đang muốn cái sản phẩm gì, họ đang hướng đến điều gì, mục tiêu của họ là gì. Thì khi bạn nắm bắt được điều này, bạn mới có khả năng để bạn giúp đỡ khách hàng được. Thì chúng ta thấy rằng là cái khẩu vị đầu tư thì tất nhiên là mỗi một cái phân khúc khác nhau, mỗi một sản phẩm khác nhau, nó sẽ có những biên độ lợi nhuận khác nhau. Ví dụ với chung cư, với căn hộ thì nó tạo dòng tiền. Nhưng với chung cư thì để tăng trưởng về giá vốn thì có lẽ là chỉ một năm nay, cuối năm 2023 và đầu 2024 thì nó mới có sự tăng trưởng nhanh. Còn những năm trước thì nó gần như là nó không thể bù đắp được cái giá vốn bạn bỏ ra. Và đặc biệt bạn thấy là chung cư thì theo năm tháng nó sẽ giảm giá trị. Với đất nền thì sao? Với đất du lịch thì sao? Nó tùy thuộc vào khẩu vị của bạn. Thì bạn cần phải tìm cho mình những cái sản phẩm mà nó đáp ứng được cho bạn cái khẩu vị đó. Chúc bạn sẽ có được những cái sản phẩm đầu tư nó phù hợp với khẩu vị của bạn. Và bạn nào thực sự mong muốn mình tìm kiếm được những sản phẩm an toàn và dễ sinh lời, đừng ngần ngại liên hệ với Dũng. Dũng sẽ hỗ trợ các bạn. Dũng tin chắc rằng với những kinh nghiệm của mình, Dũng có thể làm được điều này cho bạn. Chúc các bạn đầu tư an toàn và dễ sinh lời.